Tất cả mọi người lính đều có những chuyện riêng của mình. Giữa khung cảnh mặt trận, người ta vẫn sống với nó. Có khi âm thầm như những dòng nước chảy dưới cỏ, nhưng có khi thật là mãnh liệt. Đến sau này, Lượng vẫn còn ngượng. Một người cứng cỏi như Lượng mà vẫn không khỏi hết sức ngượng mỗi khi anh chợt nhớ tới hôm nào trên chặng đường hành quân qua trạm giao liên 34. Anh đã nói với Nhẫn xin phép đạt vào đó giữa những ngày mà đoàn đang đi với tốc độ hành quân mỗi ngày đêm vượt 3 trạm. Anh nói với Nhẫn mình cần gặp người nhà của một cậu chiến sĩ trong đại đội để đưa một bức thư. Nhẫn nghe anh báo cáo như vậy, liền quay cổ tay nhìn vào mặt chiếc đồng hồ chạ quang rất to. Cậu cần đi bao lâu? Lượng nói, anh chỉ cần một tiếng là đủ. Anh tưởng có đôi mắt hết sức lạnh lẽo và nghiêm khắc của Nhẫn đang nhìn theo từ phía sau lưng với một câu chế giễu. Tôi đã biết tổng anh đi đâu rồi. Lượng tìm vào một trạm giao liên nằm cách đường trục một cánh bãi an toàn là những mạch đá vôi đã rửa. Từ đó có thể nghe tiếng của nhiều con suối nhỏ chảy tràn ra khắp mặt đất. Vừa đặt chân lên một vị đá trắng toát, anh nhìn thấy con đường ướt át và lấy làm ngại ngùng. Anh càng không hiểu sao mình lại trở nên là một con người lẩn thẩn từ trước đến giờ không hề làm như thế. Anh đã toan quay trở lại, nhưng đôi chân vẫn chải là vẫn bước. Nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, giữa những dòng nước còn lờ mờ tối. Lúc ấy vào khoảng 4 giờ sáng, trời bỗng mưa như trút nước xuống. Lượng khoác chuối nòng tiểu liên AK, chiếc bắn súng nhô lên phía sau, trùm kính trong lần giải nhựa nước mưa nổ lập đập. Lượng đứng chôn chân hồi lâu trước một cái khuôn cửa bếp. Cánh cửa lập cỏ may chỉ khép hờ. Những giọt nước từ trên mái đổ xuống lạnh buốt rơi bắn tung tóe dưới cổ áo quân phục. Chao ôi! Lượng ngó vào bên trong thấy mới ấm cúng làm sao. Một ngăn bếp có những ống thoát khói làm bằng thân cây hớp đang chôn ngầm dưới đất dẫn thẳng ra chỗ Lượng đang đứng, khiến cho Lượng cứ nghĩ là đôi chân dài cổ cao của mình đang bén lửa. Những đống cơm nắm cao lù đù và trắng phao chất đầy trên những cái phản gỗ cũng đang bốc khói nghi ngút, làm mờ các khuôn mặt đang ngồi chung quanh. 5-6 cô con gái, có cô to lớn và béo tròn, có cô sốt rét, cổ cứ ngẩn ra như cổ còn hương, đang ngồi dắt cơm và không ngớ suýt xoa, nhìn hai bàn tay đỏ như vừa bị bỏng. Người ta toàn là con gái, ngồi riêng với nhau như thế này mà nói chuyện cứ gục vào nhau cười phá lên, thì chỉ có chuyện dính líu đến mấy anh con trai. Lượng chưa hề bao giờ được nghe lỏm những mẫu chuyện nào mà táo bạo, trắng trợn đến nhường ấy. Anh phát hoảng, định rút lui nhẹ nhàng, thì tự dưng bên trong một người đã đứng dậy bước ra cửa. Đồng chí muốn hỏi việc gì? Người con gái thoạt nhìn thì có vẻ là khá xinh, bèn lên tiếng hỏi, mục đích là để cho các chị em bên trong biết có người mà giữ mồm giữ miệng. Đồng chí có phải là đồng chí Nết không? Lượng cất tiếng lý nhí và ngắm đôi má đỏ rựng vì lửa qua những sợi nước mưa óng ánh rõ xuống từ vành mũ sắt. Tên tôi không phải là Nết. Đồng chí cần gặp chị Nết có việc gì? Tôi muốn đưa một bức thư của người em ruột của cô ấy. Đồng chí Nết chuyển sang trạm 34B lâu rồi. Nghe nói kỳ này bên binh trạm cho chị ấy đi học y tá
hay y sĩ gì đó. Người ta sắp từ biệt nồi niêu bếp núc để được ra ngoài ấy với các anh rồi. Nhưng mà trạm 34B cũng ở gần đây thôi đồng chí. Thôi đồng chí cứ để lại thư lại đây, rồi chúng tôi sẽ chuyển sang 34B hoặc là tới trường y tá có được không? Thôi. Lượng thốt lên một tiếng cộc lóc, rồi xốc súng quay lưng đi. Ông nào đến thăm con nết vậy? Người ta trông mã như thế nào hả mày? Sao không giữ anh ta lại, khảo xem anh ta là ai thì mới được chứ? Những tiếng con gái hăm hở, ríu rít đuổi theo Lượng ra sát ngoài bãi đá vôi, như một toán quân đang hè nhau đuổi sát sau lưng. Xong việc chưa, Lượng? Nhẫn đứng giữa đường hỏi, khi trông thấy Lượng quay trở về. Trông nét mặt thật là âm thầm và có hơi có vẻ ngượng ngập. Xong rồi, ta đi thôi anh. Lá thư của Khuê vẫn còn nằm cộm cộm trên túi áo ngực, nhưng Lượng đã hoàn toàn quên lãng câu chuyện vừa qua. Đến 34B, đoàn nghỉ lại một đêm, nhưng Lượng cũng không nghĩ tới cái việc là làm mất thì giờ và có phần nào lẩn thẩn ấy nữa. Anh rời cái trạm khách ấy không hề nấn ná nửa bước, với một ý nghĩ dứt khoát. Mình là anh bộ đội đang đi ra mặt trận, nay sống, mai chết, biết thế nào? Và Lượng hoàn toàn cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, như con chim vừa mới được cởi cánh ra khỏi sợi dây trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Qua 34B năm trạm là kho tiền phương. Đây là thuộc phạm vi chiến trường. Hôm đó đoàn chuẩn bị chiến trường của Lượng đang đi trên một chiếc cầu mây bắc qua cơn suối lũ, nước đang dần đỏ ngầu. Bên kia suối, từ một con đường mòn sâu hun hút, dẫn đưa ra tiếng chó sủa và tiếng dao chẻ củi chan chát. Hai bên con đường mòn chạy dọc theo bờ suối lũ, rừng hoa mai đang nở trắng xóa. Bông hoa mai chỉ nhỏ bằng chiếc khuy áo, cánh hoa đã lìa cành, trút mình xuống mặt đất như những cánh bướm không một tiếng động. Đẹp quá, hoa gì mà nở trắng rừng, trắng suối như thế này hở các cậu? Một cậu trong đoàn của Lượng, cao lớn, mặt cứ ngẩn ngơ, đang đi trên chiếc cầu mây lắc lư, bỗng kêu lên, rồi khoác súng đứng tại chỗ. Hoa mai đấy, thằng ngỗng à, có đi lên không thì bảo. Vậy thì Tết sắp đến rồi còn gì hả các cậu? Tết, đứt đuôi con nòng nọc đi rồi chứ lị. Những người lính ra đi từ những miền hậu phương, mùa xuân chỉ có hoa đào nở trước ngõ. Tất cả mọi người đều hết sức ngỡ ngàng, ngắm không chán cái màu hoa trắng mộc mạc rừng hoa giữa mùa xuân miền Tây ở chiến trường. Chợt dưới mé suối xuất hiện một đoàn người, mang gùi, đang lùi lủi bước trên những phiến đá trơn nhảy. Đá lởm chởm kết thành một dải, chắn ngang suối hẹp. Ở chỗ đó tiếng nước xéo ồ ồ, bọt tung trắng xóa. Lòng những người lính đang vui vẻ chợt xe lại. Đồng bào đấy, một anh bộ đội nào đó kêu lên. Đoàn người đi dưới suối không đông lắm. Một ông già rách rưới ngậm một tàu thuốc, gương mặt tạc nhiều nếp nhăn tối sầm. Một người đàn bà hai bầu vú thõng xuống và lép kẹp, điệu đứa con sau lưng bằng một manh áo quân phục đã bẩn. Hai ống tay áo quàng lên trên chiếc cổ ngẩng ra của người mẹ. Một cái đầu xám loét sần sùi như củ nâu rút trong chiếc cổ áo quân phục. Hai cô gái e lệ. Một con chó gầy, lon ton đằng sau ba bốn em bé. Một đứa cởi trần, hai đứa khác cũng mặc những chiếc áo bộ đội có cầu dây. Tiếng hò khúc khắc của những đứa trẻ trên lưng người mẹ.
Tất cả bằng chừng ấy cặp mắt ngước lên, nhìn chòng chọc về phía những người lính. Đồng bào đi đâu vậy? Tiếng của trung đoàn trưởng Nhẫn lên tiếng hỏi trước. Chúng tôi đi lĩnh gạo. Bạn cách đây có xa không? Đi 15 ngày. Bạn có còn đâu nữa mà hỏi? Mấy đứa trẻ giơ những bàn tay nhỏ xíu lên dãy dãy. Con mắt đen ngây thơ nhìn ngé nghiêng. Ông già bỗng rút chiếc tàu thuốc không cầm tay, ngẩng phắt lên. Hai con mắt vàng vàng đỏ đỏ, long lanh như mắt hổ. Bộ đội cụ Hồ này, cả một bản, chúng nó giết còn bằng từng này người. Bộ đội về giết hết chúng nó đi. Người đàn bà điều con kêu như quá ngộ. Bộ đội về giết hết những thằng Mỹ đóng đồn đi. Còn đường mòn bên kia suối liền hút lấy các đoàn bộ đội và đồng bào đi qua đây. Mưa rơi xiên xéo, những hạt nước to nổi bong bóng trên mặt suối. Chẳng mấy chốc mây đen đã đùng lên, những cánh hoa mai trắng rợn khảm vào trong làn hơi nước. Tiếng ve kêu trong rừng hoa nghe như đã gần đứt giọng. Đồng bào ta ở vùng du kích Nam đường chính ra phải không? Nhẫn trao cho ông già một dúm thuốc lá và hỏi. Phải. Ông già cào 10 đầu ngón tay sần sùi và cáo đen lên dúm thuốc, rồi nhét kẽ vào trong cái nọ điếu bằng đất nung. Nói tiếng phổ thông bằng cái giọng đơn đớt nhưng rất thạo. Chúng tôi cứ hàng tháng đi lấy gạo của bộ đội về ăn. Cũng không ai muốn lấy đâu. Năm ngoái, chúng tôi phải ra Bãi Hà tận ngoài miền Bắc lấy gạo về ăn. Mùa màng, con thú trên trời phá sạch hết rồi. Chúng nó thả chất độc hóa học ư cụ? Ác lắm. Cái thứ bột trắng của người Hoa Kỳ, nó còn ác hơn con thú. Nó ác một cái là chúng nó chờ lúa lên nương sắp đỏ lá rồi mới đem tàu bay đến phá. Con người thì nó giết, cái mầm hạt thóc giống nó cũng muốn giết. Đồng bào trong khu du kích có súng không cụ? Có một ít. Không bắn nó à? Có chứ. Không bắn nó thì nó đã càng vào giết sạch như năm 66 rồi. Ông lão khoát tay, chỉ những người đàn bản lầm lì đang nối nhau đi bên. Anh bộ đội ạ, du kích cả đấy, người nào cũng thù thằng Mỹ cả đấy. Hai cô gái dân kiều ở trong đoàn lúc nào cũng nhìn những người lính bằng cái nhìn lấm lét. Cặp mắt nhỏ màu khói, khuôn ngực che kín bởi hai cánh tay rám nâu để trần, cứ rét rung lên, nơm rất thương hại. Trận mưa xoáy tròn trên mái láng dãy nhà kho. Các đoàn người đi từ ngoài con suối vào đều ướt hết. Mấy anh bộ đội xổ áo mưa ni lông che cho các em bé. Bùn sục đến bắp chân khắp nơi xung quanh kho. Dưới chân làn đá có khói. Một anh bộ đội đang bổ củi chan chát, vội vàng đứng bật dậy. Vào đây, đồng bào vào đây. Các đồng chí bộ đội nữa, trong này có chỗ trú. Mấy anh bộ đội ôm em bé trong vạt áo mưa chạy vào. Anh bộ đội kho, già vàng bủng, quăng con dao chạy vào trong dòm đá. Anh ta bưng ra hai tay, hai chiếc chậu nhôm quân dụng, đựng cơm độn ngô và bí ngô xào mỡ. Ăn đi các cháu. Một anh chàng mồm mép và dư tính nhất trong đoàn của Lượng, cầm chiếc thìa, ấn vào tay một em bé tóc rễ tre, chống ngược tất cả lên như một cái bàn chải.
Đừng việc gì mà khái quá cháu ạ. Đây, các chú bộ đội toàn là người của các cháu cả. Hồi còn bé, chú có bao giờ thèm đụng một hạt cơm của nhà đâu. Chú toàn đi ăn chực. Hàng xóm đều biết tính chú. Nhà ai mà khua đũa bát là chú cũng xông vào. Dưới một dòm hang chất đầy những bao bệnh bằng rơm, mùi cá khô xông lên tanh nồng mũi. Mấy anh trinh sát không biết của đơn vị nào đang gớt chân đứng phì phèo hút thuốc bàn tán. Đứng về mặt hình thức mà xét thì con gái dân kiều nói chung là xấu. Đâu chả có người đẹp người xấu. Ở đây người ta sống khổ quá, bì đâu được như đồng bào vùng cao ngoài mình. Thế mà vẫn có người đẹp, không tưởng tượng được. Cái cô áo đen, búi tóc cao đứng ở kia chứ gì? Đâu? Cô ta đang đi lấy phiếu xuất kho trước cửa nhà hầm cái kia. Anh bộ đội kho cầm dao chẻ toát một thanh củi ruột trắng nõn như lụa. Tay làm, miệng nói. Người ta có chồng rồi đấy. Không khéo rồi, nay mai các cậu được chạm trán chồng của cô ấy chưa biết chừng. Nín nguỵ à? Biệt kích lưu động. Hoài của! Sao không nán lại mà lấy bộ đội diệt cộng chính cống? Lượng cùng với hai anh chiến sĩ đội mưa tiến đến trước một ngôi nhà cỏn con nằm ở cuối dãy kho. Mái nhà lợp nứa non. Một hàng giống tre theo kiểu giống chuồng trâu, dùng thượng, đánh đai lấy ngôi nhà. Bộ đội bao gạo dắt dai, đứng lẫn với nhân dân, thành hàng dọc bên những hàng giống tre, nhoáng nước mưa. Đã lâu, Lượng lại mấy người thấy mùi thuốc lá dân kiều, nặng đến nỗi mà ngày xưa chỉ đi qua một người đang hút mà anh cũng phải phát sặc. Ngay từ lúc Lượng vừa bước xuống cái bậc cửa ghép dáng, anh bắt gặp một khuôn mặt như anh đã gặp ở đâu rồi. Chào khách, chào khách. Con dẹt ở đây chứ ở đâu anh Lượng ơi? Cậu chiến sĩ đứng sau lưng của Lượng, đưa tay chỉ một con dẹt đang rút chiếc mỏ đỏ sặc sỡ vào bên cánh nửa vàng nửa xanh. Đậu ngay bên chiếc bàn của anh bộ đội, mặc áo trấn thủ phụ trách xuất kho. Chiếc bàn ngập giấy tờ sổ sách mà con dẹt đậu ở đó. Ngay từ lúc mới tới, Lượng cứ bảo rằng nó đậu ở trên một cành cây nào cao lắm. Bên trong nhà hầm, bóng tối mờ mờ, chỉ trông thấy một nửa mái tóc búi cao. Búi tóc to thật là to, và cái lưng áo đen của một người đàn bà. Màu áo đen bạc phết, bó sát vào mình. Tiếng anh bộ đội ngồi trước bàn hỏi. Sao chị không lấy gạo? Anh cứ cho thóc. Chị mang thóc về sẽ nặng hơn đấy, đường lại xa. Được, em mang được. Nửa tiếng sau, đoàn của Lượng đã đóng đầy gạo vào các bao tượng và lĩnh mỗi người 5 hộp thịt. Lượng bèn chạy sụt đi khắp nơi. Chỗ nào có bà con dân kiều trú mưa, Lượng liền tìm đến hỏi thăm. Bản chay có ai ở đây không? Lượng nói vui với Nhẫn. Dùng bản chay phía nam đường chính, tôi có biết một ông già rất tốt. Ngày xưa cụ nuôi tôi ở ngoài rừng mãi. Cậu đã gặp cụ ấy ở đây phải không? Không, con dâu ông ta đi lĩnh gạo ở đây mà lúc nãy tôi quên mất, nên cứ ngờ ngợ. Cậu bộ đội làm cấp dưỡng vừa nói tên, tôi mới sực nhớ ra. Đoạn đường từ ngoài suối vào kho không còn là con đường mòn ban nãy nữa. Nước mưa tràn ngập chảy xiết như một dòng suối nhỏ. Trên cao, đỏ hoa mai chết rũ trên cành khẳng khiu đen màu bồ hóng, đầy những đốt.
Những đoàn chiến sĩ từ trong kho kéo ra, ba lô nặng trên lưng, cười nói vui vẻ, đi vượt lên từng tớp đồng bào, cõng gùi đi những nha bên đường. Nước đã dần ngập dải đá xếp chắn ngang suối lượng, nơi bà con bản chay vừa trong kho đi ra, ở chân cầu mây. Anh dừng trước mặt một người con gái mặc áo đen dẫn đầu. Từ trung đoàn trưởng Nhẫn đến tất cả những người lính đang đi bên cạnh đều phải ngẩng lên nhìn. Trầm trồ trước vẻ đẹp khỏe mạnh, hết sức rực rỡ của người con gái đang đứng nói chuyện với Lượng. Nhưng sau khuôn mặt loáng ướt nước mưa, với cặp mắt đen hình quả trám, có một cái gì đó thật là buồn thảm. Sợi mây đeo gùi, tì một giờ trước dần trám trắng xanh như men sứ. Dẻ tóc rối bị nước mưa dính bớt sát đường lông mày. Lượng hỏi, chị có phải là con dâu ông cụ Phan không? Phải. Chị ngước lên nhìn Lượng, bàn tay dán mấy sợi tóc ướt. Chị tên là Sim có phải không? Phải. Sim vẫn nhìn Lượng, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Chị còn nhớ không? Ngày xưa tôi có đến nhà ở cùng với ông cụ, hồi tôi bị địch bắt. Nhớ chứ, chị không nhớ tên anh là gì thôi. Lượng thấy chị không đẹp như lần trước, anh đã thoạt trông thấy ngồi bên bếp lửa năm nào, nhưng thật hơn. Anh thấy hai bàn tay của chị rất to, có lẽ to và rắn chẳng kém gì bàn tay của anh. Ông cụ còn khỏe không chị? Ông cụ tôi vẫn khỏe, như trước thôi. Chị nói bằng cái giọng chậm chạp, như gieo xuống từng tiếng, như một người đang học nói. Lượng được biết là cái nhà rất đẹp của ông cụ Phan ngày xưa, địch đã đốt mất rồi. Cả bản chay bây giờ đã sơ tán tận trên núi đá. Lượng để ý, thấy chiếc cùi đan bằng giang đã lên nước đen bóng, khoác sau lưng của Sim, đựng đầy thóc, liền hỏi. Chị lấy thóc về lại phải mất công giả, sao tiện, cứ lĩnh gạo về mà ăn có hơn không? Tôi lấy thóc về để còn tra nương. Chúng nó thả thuốc độc trắng, mùa xuân chẳng còn hạt thóc để làm giống nữa đâu. Lượng dốc một dúm thóc trên lòng bàn tay. Thóc này là thóc ruộng, trồng ở trên đồng bằng, đem ra nương có lên không? Được, hạt thóc nào dùi xuống đất rồi cũng nảy mầm được. Mãi trước lúc từ biệt Sim, Lượng muốn hỏi thăm tin tức của chồng chị, người con trai của cụ Phan. Nhưng chị không trả lời, cũng không quay đi, cứ nhìn vào mặt Lượng như một người đàn bà căm. Đoàn chuẩn bị chiến trường đi rất gấp rút. Lượng cũng không có thì giờ nghĩ tới người thiếu phụ Vân Kiều và hoàn cảnh gia đình của cụ Phan, người ân nhân cũ của mình nữa. Lượng cùng với trung đoàn trưởng Nhẫn đặt chân tới động Phu Nhôi, một khu rừng nam đường chính vào cuối tháng 11 âm lịch. Đoàn chia thành hai bộ phận riêng biệt. Bộ phận cán bộ là do Nhẫn trực tiếp phụ trách, bao gồm có các tiểu đoàn trưởng, một số cán bộ tham mưu và hậu cần. Còn bộ phận thứ hai là do Lượng nắm. Tất cả đều là những chiến sĩ trinh sát trong đại đội của Lượng, được phái đi trước, gồm 15 người, chia làm 3 toán. Mỗi toán đều được trang bị điện đài, 2 oách, có thể liên lạc với nhau trong phạm vi bán kính hoạt động 10 hoặc là 15 cây số. Mật mã tín hiệu đều do sư đoàn quy định trước từ hậu phương. Công việc đầu tiên của Lượng là tìm đường lên hướng Bắc và đặt các đài quan sát. Những toán tìm nhập đều có nhiệm vụ theo các mục tiêu cấp trên giao cho trung đoàn.
Lượng trở lại vùng rừng miền Tây Quảng Trị lần này vào giữa tháng mưa to nhất. Không khí bao giờ cũng lạnh xuống đến 10 độ. Dốc núi đứng không còn chỗ đặt ba lô. Rừng đại ngàn xung quanh khe xanh từ lâu hầu như không hề có chút dấu tích của một con đường nhỏ, một dấu chân người trước đó đã đặt tới. Dường như từ thời khai thiên lập địa, ở đây chỉ có một thứ hoạt động duy nhất, đó là lá cây rụng xuống dốc. Sự yên tĩnh thâm thẳm khiến cho Lượng cảm thấy phải đề cao cảnh giác. Anh tổ chức khu vực trú quân hết sức bí mật. Mỗi khi phái một toán trinh sát ra ngoài, anh đều theo dõi chặt chẽ. Theo những đồng chí quân báo của Bộ Tư lệnh Chiến dịch thông báo cho biết, khu vực từ bờ sông Sepol vào tới động Phu Nhôi, động Cô Ác, Cơp Lăng, Copat đều nằm trong vòng hoạt động của bọn thám báo Mỹ ở Khe Sanh. Về phía bắc đường chính, chúng còn hoạt động ra sát tận bờ nam của sông Bến Hải. Thám báo Mỹ thường quấn khăn mặt lên đầu, nơm xa cứ như thường dân, hoặc là cải trang thành chiến sĩ giải phóng. Thằng nào cũng đeo khẩu tiểu liên AK. Chúng từ trong các vị trí khe xanh được phái ra, hoặc là máy bay trực thăng từ trên trời thả xuống từng đại đội. Chúng chia thành từng toán đi lùng sục đất rộng, liên lạc với nhau bằng máy vô tuyến điện. Dăm hôm hoặc là một tuần lễ lại quay trở về chỗ tập kết. Đã có máy bay trực thăng tới đón. Kỷ luật bí mật của bọn lính này rất nghiêm. Chúng lại là những tên đã được huấn luyện về chiến tranh du kích. Nhưng sau bước đi của chúng, những người lính trinh sát của ta cũng có thể tìm thấy dấu vết của một đội quân diễn chinh. Đó là một mẩu tàn thuốc dương trong gốc cỏ tranh, dài lớp dài cao su để lại lờ mờ trên lớp lá rụng. Hay một cái gói kẹo, hoặc là một cái hố con lắp sơ sài đã lâu còn thoảng mùi phân người. Hàng chục toán thám báo biệt kích thường xuyên hoạt động ráo riết chung quanh các khu rừng già của miền Tây Bắc tỉnh Quảng Trị. Chả khác nào là một hàng phòng tuyến thủy lôi thả ngầm dưới đáy biển. Tất cả đều nhằm bảo vệ cho một chiếc tàu chiến đang neo đậu ở một chỗ. Một hãng của Mỹ đã bình luận: tầm quan trọng chiến lược của đồn Khe Sanh được coi như một chiếc mỏ neo phía tây tuyến phòng thủ về hướng bắc của Mỹ. Chiếc tàu chiến Hoa Kỳ đang thả neo giữa rừng này, chở trong lòng nó một lúc 6.000 tên lính thủy đánh bộ, mặc áo cổ da và đội mũ có hình mỏ neo bằng bạc. Đó là con số Mỹ đóng ở Khe Sanh trước khi những người lính trinh sát giải phóng quân xuất hiện. Có lúc, con số ấy đã tăng lên đến 4.500 tên, kể cả Mỹ và Ngụy, kể cả những tên làm nhiệm vụ đóng chốt và những tên làm nhiệm vụ ứng cứu từ xa đến gần. Rõ ràng là con mắt của Johnson, McNamara ở tận bên Mỹ và hai con mắt của tướng Mỹ đang ngồi ở Sài Gòn luôn luôn chú ý theo dõi chiếc tàu chiến đang thả neo ở đây. Đứng dựng cuối tuyến phòng thủ bằng điện tử của đường số 9, lính thủy đánh bộ đang làm một nhiệm vụ chiến lược quan trọng được coi như một vấn đề sinh tử của nước Mỹ. Theo chúng phỏng đoán, vùng núi rừng bao la ở đây chả khác nào là một cái rây đã để cho các sư đoàn chủ lực miền Bắc lọt vào miền Nam. Và nếu theo quan niệm của những tên cầm đầu nước Mỹ, biên giới Hoa Kỳ bắt đầu từ bờ nam sông Bến Hải, thì rõ ràng tập đoàn cứ điểm Khe Sanh đúng là chiếc tàu chiến bọc thép đang giữ một nhiệm vụ bảo vệ cho miền biên giới tổ quốc thiêng liêng của nước Mỹ ở phía bên kia địa cầu. Khe Sanh là một thung lũng ngang dọc, mỗi bề khoảng chừng 10 cây số. Với tầm quan trọng như thế, Bộ Chỉ huy miền diễn chinh Mỹ đã thiết lập một hệ thống phòng ngự vững chắc, bao gồm cứ điểm Tà Cơn, chi khu quân sự hướng hóa,
và cứ điểm lằn vây với thiết lập trên các điểm cao 656, 658, nhân dân. Những người lính trinh sát của ta nhìn xuống lòng chảo khe xanh, thấy ngổn ngang những công sự, trận địa pháo, radar, xe cơ giới, máy bay và những con thú. Người Mỹ đi lại. Xa hơn về phía bắc, căn cứ Tà Cơn, loang lổ đất đỏ chạy dài khoảng 2 cây số và rộng 1 cây số. Tà Cơn san sát lô cốt, đường hào, kho tàng, máy radar với nhiều hệ thống công trình phòng ngự dày đặc như mạng nhện. Quân chiếm đóng gồm 5 tiểu đoàn lính Mỹ đánh bộ, trong số đơn vị quân ngụy, cùng nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng, công binh, trinh sát, thám báo. Giữa căn cứ là đường băng sân bay lát bằng kim loại, chạy dài hơn 1 cây số từ bắc xuống nam. Phía tây nam, cứ điểm Tà Cơn, bề thế khoảng 8 cây số, là trại lực lượng đặc biệt làng vây, như một cái chốt sơn đỏ ngoài cửa ngõ của trung tâm phòng ngự, có 1.000 tên đóng giữ. Ở đông làng vây, dọc theo đường số 9 là thị trấn Hướng Hóa, có 3 đại đội lính ngụy do Mỹ chỉ huy. Đó là khu vực hành chính và chỉ huy chi khu quân sự dưới nóc nhà thờ, nhà mái tôn, những bức tường phố xá, các hàng rào dây thép gai mắc chằng chịt chung quanh khu vực lính chiếm đóng. Tất cả 3 cứ điểm nằm trong hệ thống phòng ngự yểm trợ lẫn nhau hình tam giác, là khu vực rắn nhất của tuyến đường số 9, các đội nước Việt Nam và nước Lào. Đó cũng là chiếc tàu chiến chở một canh bạc và một lời thách thức của tướng Edmolen. Vào cuối tháng 11 âm lịch, khi đại bộ phận bộ đội đang trên đường chuyển quân, thì chung quanh tập đoàn cứ điểm Khe Sanh, nhất là ở phía nam, xen giữa các toán thám báo biệt kích của địch, đã có nhiều toán trinh sát cùng với đoàn cán bộ nghiên cứu chiến trường của ta đã len lỏi nắm tình hình của địch. Hai bên cũng đã có lần đụng nhau hoặc là phải chạm súng chung quanh Khe Sanh. Cán bộ và chiến sĩ phía bên ta được lệnh là không được để lộ ý đồ mở chiến dịch, đã thủ tiêu mọi dấu vết cuộc sống của mình. Công việc giữ bí mật thật là sức gian khổ. Riêng đoàn cán bộ trung đoàn 5, những quy định, đồ đạc mang theo của tất cả mọi người, từ trung đoàn trưởng đến liên lạc, ngoài vũ khí, mỗi người chỉ có 1 mảnh vải bạc và 1 cái ruột tượng đựng cơm nắm quấn quanh bụng. Tất cả phải bỏ hết giày dép, qua gai góc và bãi tranh đều phải đi chân đất, lòng bích tất. Lúc qua suối thì không được đạp lên đá, phần phải chôn rất sâu, ăn cơm thì không được vãi một hạt. Cấm hút thuốc, cấm nói to, cấm lộ lửa. Ngủ xong thì phải dẹp cỏ lại như cũ, hoặc là lăn tròn một vạt giống y hệt dấu voi. Chỉ có trong vòng không đầy 1 tháng, gần 30 người ngồi bên nhau cũng không ngửi thấy mùi mồ hôi xông lên nữa. Và người nào người nấy cũng khô và tái mét, nơm ai nấy đều gầy rộc đi. Những đầu xương nhô ra, những chỗ ngày trước là bắp thịt, bây giờ là rắn teo lại. Gần 30 người trong đoàn trung đoàn 5, chỉ có 1 mình Lượng là vẫn còn khỏe như cũ, không hề bị gầy sút một chút nào. Suốt gần 1 tháng, các chiến sĩ trinh sát đều phải lắc đầu không phục Lượng. Người nào cũng thích được đi với anh, nhưng người nào cũng phải chuẩn bị tinh thần thật đầy đủ thì mới có thể theo kịp. Lượng hết sức xông xáo, nhưng cũng khôn ngoan rất mực. Anh ăn khỏe, bụi gai xó rừng chỗ nào cũng lăn vào ngủ được. Lượng có thể nhịn ăn một vài ngày, chỉ uống 1 thứ nước đục ngầu, đọng trong các dấu chân voi. Anh luồn giữa bãi dây thép gai và các công sự của địch như thằng lằn. Con mắt chỉ liếc qua đã xác định được phía trước có địch hay không. Anh phát hiện thám báo bằng cách là đánh hơi,
thấy từ xa cái mùi mồ hôi và mùi thuốc lá của chúng. Ngay sau 2 ngày, đặt chân tới động Phu Nhôi, Lượng đùm 4 nắm cơm trong một cái bao gạo thắt chặt ở quanh bụng, trực tiếp đi theo toán trinh sát của mình lên phía bắc. Anh đã tìm được con đường và đặt xong một cái đài quan sát cơ bản cho trung đoàn. Mỏm Cô An, điểm cao ghi trong bản đồ bằng ký hiệu 656, ấp đầy mây trắng. Cô An có dáng hiên ngang đường dệ, vượt lên trên các mỏm nhấp nhô chung quanh. Đó là nơi bọn thám báo đã qua lại nhiều lần và còn để lại nhiều dấu tích, như một cái bếp. Dài 3 hố cá nhân kiểu phòng ngự, những mẫu ép xăng khô, một mẫu ảnh tấm đàn bà khỏa thân bị xé nát. Từ sườn Cô An, chỗ Lượng vừa đặt đài quan sát nhìn xuống khe xanh, như nhìn xuống lòng bàn tay, có thể trông thấy từng tớp lính Mỹ mặc áo trắng đi lại trên mặt đất trống trải, và có thể quan sát thấy bọn địch đang đào thêm công sự hoặc là sửa chữa hàng rào dây thép gai. Hôm đó, Lượng dẫn trung đoàn trưởng Nhẫn lách qua một bãi gai tùm để leo lên đài quan sát. Lượng ôm trước ngực một cái ống nhòm vỏ da hãy còn mới nguyên. Lúc hai người còn đi ở dưới chân mỏm Cô An, Lượng đã quay lại nói đùa với Nhẫn. Tôi tìm được cho anh một chỗ đứng xem xiếc, thích lắm. Xiếc gì vậy? Xiếc khỉ. Xiếc khỉ đồn hử? Chốc nữa anh đứng xem bọn khỉ độc Mỹ làm trò trong ấy, trông vui mắt vô kể. Nhẫn có vẻ bề ngoài trông thanh lịch như một anh chàng sinh viên. Tiếng nói chậm rãi và nhỏ nhẹ. Anh ít khi cười, nhưng nét mặt thì bao giờ cũng nhẹ nhõm. Mỗi lúc có điều gì không vừa ý hay phải suy nghĩ một điều gì đó, thì dấu vết để người ta nhận thấy đó là thái độ im lặng. Nét mặt không hề thay đổi, chỉ có hàng râu xanh lờ mờ trên khuôn mặt xương xương hơi sậm đen lại. Tương phản với vẻ bề ngoài dịu dàng, Nhẫn là một người chỉ huy quân sự nghiêm khắc, hơi quá mức. Nhẫn không quen nói đùa. Giá như ở trường hợp khác, một cán bộ tiểu đoàn hoặc là một trợ lý tham mưu nào đó thốt lên một câu đùa như Lượng vừa nói ban nãy, không khéo Nhẫn đã nín lặng hoặc là cau mày lại, và có thể anh sẽ thốt lên: cậu đã nói tiếu rồi đấy. Hoặc: không khéo cậu chủ quan đấy. Nhưng riêng đối với Lượng, Nhẫn bao giờ cũng có cách đối xử đặc biệt. Không những Nhẫn không tỏ thái độ nghiêm khắc mà còn hưởng ứng câu nói đùa của Lượng. Bởi vì Nhẫn biết tính tình của cậu đại đội trưởng trinh sát của mình chẳng mấy khi đùa cợt, và Nhẫn biết rõ khả năng cùng tác phong ủy mị cẩn thận của Lượng. Nhẫn là một người chỉ huy trung đoàn, biết coi trọng công tác tham mưu. Ngay trong những ngày huấn luyện bộ đội, bao giờ Nhẫn cũng chú ý tìm cho mình những người đại đội trưởng trinh sát và thông tin dự ý. Những tài có thể giúp việc cho mình trong chiến đấu được, do chính anh tự lựa chọn lấy. Hắn làm lì như một tảng đá, vậy mà thỉnh thoảng cũng biết nói đùa. Cái gì đã làm cho thằng cha Lượng dạo này có vẻ hào hứng vậy? Nhẫn quay lại, định hỏi Lượng một câu gì đó, nhưng với bản tính ít nói vốn có, anh lại im lặng. Hai người đã lên tới nơi. Chỗ đó có một cái hầm kín đáo mới đào bên một gốc cây làm chỗ quan sát. Một tớp chiến sĩ trinh sát đang ngồi quanh chiếc máy vô tuyến điện. Người nào lông mày cũng bạc trắng, sương rủ lòng thòng dài dưới chân núi. Qua làn sương mù đang tan, con đường số 9 dần dần hiện ra, nằm dắt ngang một dải đồi không cao lắm. Nhẫn dùng ống nhòm quan sát chung quanh toàn cảnh thung lũng. Anh đã có một ý niệm chung về cách bố trí khá chặt chẽ của địch từ ngoài vào trong. Nhẫn nhận xét thấy địch đang tăng cường bố phòng.
Đêm nay là đêm Noel phải không? Nhẫn trao chiếc ống nhòm có tiêu cự rất lớn cho Lượng, hỏi mấy cậu chiến sĩ trinh sát. Đêm nay là đêm Noel, Lượng đáp. Anh định thế nào? Cậu cho chuẩn bị cơm nắm đi, mỗi người 8 nắm. 4 giờ rưỡi chiều xuất phát, Nhẫn chỉ thị. Nội đêm nay, mình phải vượt qua đường sang tới rừng cà phê phía ngoài hàng rào. Cậu bảo nắm cơm cho cả mình. Lượng hỏi. Anh đi một chuyến với chúng tôi có tiện không? Sao không tiện? Mới 6 giờ tối, Nhẫn, Lượng và 4 chiến sĩ trinh sát chia làm hai toán đã tiếp cận đến bên một cái bờ khe dốc đứng. Dây leo mọc âm tầm. Từ bờ khe vào tới đầu phía đông thị trấn Khe Xanh chỉ ước khoảng 700-800 thước. Nhẫn quan sát địa hình chung quanh bằng con mắt thường và tính toán trên thực địa. Hình cái khe uốn theo hình cái vai cày. Nếu địch từ bên trong bắn cỡ súng máy từ Đại Liên trở lên, bộ đội tập kết trong khu rừng lao tiến ra có thể bị lướt sườn, nhất định quả lực cầu dòng của địch đã can sẵn ở trên sườn dốc. Nếu cho anh em chạy thật nhanh, thì từ bờ khe vào đến đầu thị trấn, một đại đội dẫn động hết mấy phút. Lúc Nhẫn nhõm dậy, lần từng bước theo sau với cái bóng to lớn của Lượng, con mắt anh đủ thu được hết mọi khía cạnh quân sự của địa hình. Và trong óc của Nhẫn đã chứa lên thêm nhiều nhận định và nhiều câu hỏi khác. Lượng cúi lơm khơm tiến từng bước, con mắt nhìn dán về phía địch. Hầu như Lượng không có thì giờ nghĩ hay cảm xúc một điều gì khi chợt nhớ lại lần nào anh cũng đã vượt qua cái bờ khe này để tìm cách trốn thoát khỏi thị trấn Khe Xanh. Anh đang tập trung tư tưởng điều khiển cả hai tổ sắp vượt qua thị trấn. Từ bờ khe muốn qua bên phía bắc đường chính thì chỉ có một lối, đó là vượt qua khu vực phía đông thị trấn. Ông Nhẫn chọn đêm Noel hôm nay thật là khôn ngoan. Lượng nheo mắt ngắm từng chùm sáng điện xanh đỏ hắt ra từ cửa sổ ngôi nhà gác ở cuối phố. Bên trong khung cửa sổ có nhiều bóng người ăn mặc sang trọng, tiếng kèn hát dẫn ra. Hai toán trinh sát lợi dụng hàng cây bên đường để tiến theo lối sâu đo. Toán đi trước, áp dụng kỹ thuật đi đêm, vòng qua, lọt vào trong cái trạm gác, rồi nằm cảnh giới cho Nhẫn vượt qua phía sau lưng hắn. Từ trong bóp, gác chiếu xuống lòng đường và những giặt cỏ hai bên một thứ ánh sáng xanh lét. Trong phút chốc, những dãy nhà dân ở trong phố nuốt lấy bóng của các chiến sĩ trinh sát viên. 12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ tinh lành ở dưới phố khuya giống giả. Nhẫn và các trinh sát viên tiến sát đến trước một dãy hàng rào bùng nhung nằm giữa những hàng cây cà phê. Mọi người quan sát thấy phía sau dãy hàng rào rải sơ sài có một đoạn chiến hào mới đào, đất còn mới. Chiến hào bỏ không anh Nhẫn ạ? Lượng bò sát bên Nhẫn thì thào. Có lẽ chỗ này là vị trí phục kích ban đêm của chúng nó. Tôi cũng đoán vậy, nhưng tôi đã quan sát kỹ, thấy hào bỏ trống, cho nên phải sục sạo kỹ. Nhẫn nói khẽ. Chúng nó láo cá, có thể bỏ trống công sự mà không ra phục bên ngoài chăng? Lượng cho sục sạo bên ngoài một lần nữa, nhưng không có gì. Nhẫn hạ lệnh tiếp tục tiến. Nửa giờ sau thì đến chân hàng rào Tà Cơn. Tà Cơn hiện ra trước mặt mọi người như một con thú khổng lồ đang gầm thét. Tiếng nhiều máy phát điện nổ cùng một lúc, rồi tiếng máy radar, tiếng máy bay khởi động trên đường băng.
Ánh sáng điện từ dưới mặt đất chiếu hắt lên trên nền trời từng cụm một. Đèn điện sáng từng dải trên sân bay. Một giọt sương rơi sau gáy của Nhẫn, lạnh như một mũi kim chích vào da thịt. Nhẫn thấy nhạt miệng và nuốt nước miếng để quên cơn thèm thuốc lá. Trong lòng Nhẫn chợt rung lên một cảm giác sung sướng lẫn lo lắng của một người cầm quân đầy tự tin nhưng đứng trước trách nhiệm. Trên bầu trời phía nam, một chiếc máy bay cánh quạt bay thấp. Từ dưới đôi cánh vuông tối đen lướt đi từ từ, chớp chốc lại rải ra một chùm pháo sáng, màu dải tung tóe như những chùm pháo hoa. Anh mỉm cười. Đêm nay, chúng mày ăn Tết đây. Từ sau đêm tìm nhập đầy thuận lợi ấy, Nhẫn cùng toán trinh sát của Lượng dẫn bám bên dải hàng rào. Các chiến sĩ gác mấy cành cây trên một chõm cây rất cao. Từ đó ban ngày, Nhẫn dùng ống nhòm quan sát vào trung tâm. Còn ban đêm, anh cùng với Lượng chui vào tận trong hàng rào cuối cùng. Sau gần một tháng lặn lội chung quanh Tà Cơn và khắp thung lũng, Nhẫn đã vẽ xong sơ đồ phía nam và vị trí. Một phần cơ thể của con vật khổng lồ đã được Nhẫn xem xét và giải phẫu. Trong những ngày làm việc với Nhẫn, Lượng tỏ ra là một tay đòi đội trưởng trinh sát song sáo và thính nhạy, như đôi lúc chính Lượng cũng phải sốt ruột vì cách làm tỉ mỉ đầy tính toán của trung đoàn trưởng. Một hôm, sau vài đợt đi trinh sát, Nhẫn tỏ ý là muốn gặp nói chuyện với một vài người dân địa phương thông thuộc địa hình vùng chiến trường. Lượng nghe Nhẫn nói vậy, liền sực nhớ đến ông cụ Phan, người có công giúp anh thoát khỏi nhà tù thị trấn Khe Sanh 3 năm về trước. Đã lâu, Lượng vẫn còn nhớ hình dáng của cụ già ấy. Ông lão là một người có thân hình cao lớn, quá khổ. Ông cao lớn sừng sững, đầu, cổ, vai đều lực lưỡng, chân đi vòng kiềng. Hai ngón chân cái tỏe giao nhau. Lúc ông cụ khoác chiếc áo dạ, xách khẩu súng kiếp đi giữa rừng, cái lưng thì hơi gù gù. Ai cứng bóng vía, trông thấy cũng phải sửng sốt. Sau 3 năm, lần này Lượng lại tìm đến nhà. Anh đến đây sau hơn 1 tháng, kể từ khi gặp Sim ở kho C. Lượng đi qua bản chay, cái bản cũ anh đã từng tới. Đúng như Sim nói, cái bản đẹp đẽ như ngày xưa không còn nữa. Lượng đứng trước một cái sàn nhà chỉ còn mấy cây cột to đứng trơ trụi. Một cái nhà cháy dở đổ trụi xuống đất. Những con sóc nâu mõm nhọn đang rung rung những sợi râu chạy đi kiếm ăn chung quanh cái khung bếp. Bây giờ, bà con bản chay đã sơ tán đi nơi khác. Họ lên dựng láng ở tận một mỏm núi đá xa tích, nơi đấy cây cối rậm rạp. Từ mỏm Cô An, nơi mà Lượng đặt đài quan sát, trong sang dài nước ấy, chỉ thấy một vệt cây xanh âm. Suốt ngày mây mù cứ trắng chẳng bao giờ tan. Bây giờ cụ Phan cùng với con dâu ở trong một túp là sàn bằng nứa. Túp nhà hẹp và tối, đứng tựa lắc lẻo vào vách núi đá. Chiếc cầu thang buộc bằng mây sơ sài. Hai hàng cột chống sàn mảnh khảnh, mặt sàn chỉ cao hơn mặt đất nửa tầm người. Tất cả vẻ đơn sơ, chứng tỏ ông cụ chủ nhà, một người già quen chăm sóc người nhà cửa rất cẩn thận, bây giờ đã chán với cảnh thú vui chăm sóc nơi ăn chúng ở. Lượng trèo lên những bậc đá, ngước mắt ngắm túp nhà có vẻ xanh xoàng và tạm bợ. Anh bỗng chạnh thương hại ông cụ. Tất cả một đời, ông già để hết tâm sức và gây dựng cho đứa con trai duy nhất thành người thì thằng con trai đã bỏ đi theo giặc. Vậy ông già còn thiết gì nhà cửa?
Tuy mang nỗi thất vọng đau đớn vì đứa con, nhưng hình như tấm lòng của ông lão vẫn nguyên vẹn. Ông lão rất yêu các loài súc vật, cũng như hồi xưa ở bản chay. Bây giờ trong túp nhà sơ tán chật hẹp, ông lão vẫn giữ thói quen là thích nuôi những loài thú vật trong nhà. Đó là những con vật kỳ lạ: hai con cu li lông xám, một chú chồn lông vằn, mặt gần giống như mặt mèo. Giữa bốn chân có một vài cái màng da khi xòe ra như đôi cánh, khiến cho con vật có thể bay được. Dưới sàn là một ổ gấu chó, bốn con chưa mở mắt. Tuy mắt còn nhắm tít mà chúng đã thăm ăn. Cả bốn con cứ gục đầu vào trong cái máng mương chứa đầy sữa ngựa đặt ở bên đầu thang. Con này nhảy lên lưng con kia như một con hổ nhất đã nhảy vào nằm giữa cái máng sữa. Lượng tới giữa lúc mà ông cụ Phan đi vắng, chỉ có một mình Sim đang ngồi bên bếp, đang nhặt những hạt thóc vàng mẩy để riêng trong một cái đấu đan bằng da. Thấy Lượng bước lên cầu thang, Sim nhận ra ngay. Trong ánh mắt ngước lên nhìn, có một cái gì đó ngơ ngác và hình như là thoáng mừng rỡ. Cái bếp lạnh và tối khiến cho Lượng lúng túng. Chị nhang lửa. So với hôm gặp ở kho C, trông Sim trẻ và đẹp hơn. Như 3 năm trước, Lượng đã thấy. Nhưng sao chị đón tiếp Lượng một cách lạnh nhạt như vậy? Khác với hôm chị gặp anh ở kho C. Chị nhang lửa, rồi lại tiếp tục cúi xuống nhặt thóc. Dáng lặng lẽ đến kỳ lạ. Khuôn mặt đẹp vẫn phản phất một cái gì đó bí ẩn của người đàn bà rừng. Ông cụ đi đâu hả chị Sim? Lượng hỏi để phá tan bầu không khí im lặng. Bố tôi đi nương, sắp về rồi. Lượng lại hỏi tiếp. Chị Sim ạ, bằng nãy tôi có đi qua bản chay. Nó cháy rồi. Cái nhà của ông cụ ngày xưa đẹp thế, thật tiếc. Tôi chẳng tiếc cái nhà đẹp đâu. Chị nói sao? Nó cháy đi, tôi chẳng tiếc đâu. Tiếng bước chân trên cầu thang nặng nề khiến cho cả cái sàn nhà thấp phải lay động. Ông cụ đã về. Ngồi nhà sàn quá thấp khiến cho ông cụ đứng chạm đến mái. Ông lão bước tới nắm lấy cánh tay của Lượng. Cặp mắt già hấp hái nhìn tận mặt Lượng, thái độ mừng rỡ đến luống cuống. Hôm trước, tôi nghe con Sim đi lĩnh gạo về, nói chuyện nó gặp anh. Tôi không tin anh lại trở lại vùng này đâu. Ông lão cúi xuống, túm lấy gáy con gấu con đang tham ăn và ôm con vật vào trong cánh tay. Tôi vừa đi tỉa lúa ngoài nương về. Chào ôi, đâu đâu cũng bỏ hết làng bản nương rẫy mà đi hết. Người dân kiều cực khổ vì mấy thằng Mỹ quá rồi. Chúng dồn người vào các ấp, rồi phát gạo, phát súng. Không ai chịu theo nó, thì nó chạy tản mát về khắp các ngọn núi, các khe suối. Nhưng rách rưới lắm, đói khát lắm. Người dân kiều chỉ có cái bụng trung thành với cụ Hồ, không quên đâu. Cho nên được trông thấy các anh, ai cũng mừng. Nhưng người ta có tò mò về bàn tán về công việc của anh em bộ đội không? Lượng dò hỏi. Người ta thấy bộ đội về thì mừng lắm, biết cả đấy. Bà con biết thế nào ạ? Người ta bảo nhỏ với nhau rằng bộ đội về đánh cái đồn thằng Mỹ, giải phóng cho nhân dân. Người ta bảo nay mai ai nấy lại trở về bản cũ, nương cũ, dựng lại cái nhà, trồng lại lúa mà ăn. Đấy, anh xem. Ông cụ xòe hai bàn tay. Tôi báo bà con, mùa rẫy này hãy chịu khó ăn ngô, ăn củ mài.
hãy ra kho bộ đội lĩnh một ít thóc về làm giống, tỉa một ít làm giống. Rồi nay mai, bản làng được giải phóng, thì bà con đã có hạt giống lúa mà tỉa, nương rẫy không còn bỏ hoang nữa. Ông cụ ép lượng uống rượu. Nể lời ông già, anh chỉ nhấp nháp một vài giọt, nhắm với một miếng thịt nai sấy đen như thục, rồi bắt đầu câu chuyện của mình. Khi nghe Lượng ngỏ ý kiến muốn nhờ mình giúp đỡ bộ đội, ông cụ nhìn anh hồi lâu, uống cạn chén rượu, rồi hỏi: Các anh vẫn còn tin người già này ư? Một người như cụ, sao chúng tôi không tin? Anh có biết tôi là người như thế nào mà các anh dám tin? Cụ là người cách mạng, tôi không quên ơn. Tôi là bố của thằng con trai đi theo Mỹ, anh biết chưa? Anh đã nói cho đồng chí chỉ huy của anh biết chưa? Chúng tôi biết, thằng Kiếm đã đăng lính Mỹ, chứ không phải là không biết đâu. Vậy các anh không sợ bố nó dẫn các anh đem nộp cho Mỹ ư? Cuộc nói chuyện giữa Lượng và ông cụ Phan vừa mở đầu đã có vẻ gay go. Ông lão mỉa mai dằn vặt mình bằng những câu hỏi khiến cho Lượng cũng phải sốt ruột và thấy hết sức vô lý. Sao ông lão bây giờ trở nên lẩn thẩn vậy? Ông lão thích nói vậy hay chính đang nghĩ như vậy? Có một cái gì đó vừa sụp đổ trong tinh thần của ông lão già kiên nghị mà Lượng hằng kính trọng và chịu ơn. Ông cụ Phan lại dốc rượu trong giò ra, chưa cạn hết chén này đã rót chén khác. Cặp mắt ông lão trở nên dữ dội, đỏ như hai hòn than đang cháy, trên khuôn mặt bừng bừng một vẻ phẫn nộ. Chỉ có Sim mới có thể hiểu được cái trạng thái tâm lý của ông già lúc bấy giờ. Trước đây, đã lâu, hồi Sim và ông cụ còn ở trong ngôi nhà to ở dưới bản chay. Ngày nào, Sim cũng ra ngoài rừng hái nấm, hái măng bương, cũng gặp thoáng bóng ông cụ trên các nẻo. Sim hay đi qua. Ông cụ đi đâu vậy? Chẳng lẽ ông cụ đi săn con thú nào chăng? Đang phân vân ngạc nhiên trước chuyện đó, thì một bận, Sim mới dở lẽ. Hôm ấy, Sim vừa tháo cái gùi khỏi vai, đang định lội xuống suối rửa mặt, thì bỗng nghe một tiếng động của bước chân đi rất khẽ ở sau lưng. Sim ngoảnh lại thì trông thấy thằng Kiếm đang đứng lù lù giữa một bãi lau bên bờ suối. Phấn lau trắng dính đầy trên khuôn mặt lờ đờ, đầy hốc tối. Thằng Kiếm tiến về phía Sim, hai con mắt nghiêng ngó hai bên. Sim phát quản, sắp bỏ chạy thì thằng chồng đã lên tiếng: Đứng lại! Sim sợ hãi, hai bàn chân cứ lính quính. Hắn nói gì nhỉ? Sim nghe hắn hẹn với Sim những câu này: Tao sẽ đón mày sang hội sang. Hãy thu xếp đi với tao tối nay. Nhưng mà hãy nhớ lấy, mày báo cho bố biết thì tao sẽ giết mày. Rồi hắn vội vàng bỏ đi như đang bị bóng ma đuổi. Hắn vừa đi khuất, Sim chưa kịp định thần thì để nhớ lại rành rọt hình ảnh thằng chồng vừa gặp, thì đã thấy ông cụ Phan hiện ra sau một đám cây đầy gai góc. Ông già chẳng nói chẳng rằng, khẩu súng săn cầm lăm lăm trong tay. Ông già dục chạy qua đám cây gai trước mặt Sim, rồi song thẳng vào giữa các bãi lau cao ngập đầu. Ông cụ tìm thấy dấu dài xéo lên bụng của tên lính ngụy, và cứ thế lần theo dấu vết chân đuổi theo mãi. Cuộc săn đuổi giữa hai người thật là đáng sợ, và Sim chợt hiểu ra. Lâu nay thằng Kiếm không dám về nhà, nhưng nó vẫn thường mò về các lối mà Sim hay đi qua để rình cơ hội mà gặp chị. Sim không biết, nhưng ông cụ biết. Ông cụ luôn luôn theo sát thằng con trai. Đêm hôm ấy, Sim không dám ngủ trong nhà.
Thằng Kiếm trở về tìm không thấy vợ, chỉ thấy bố đang ngủ bên cửa sổ. Hắn đến ngồi hồi lâu bên cạnh. Trời sáng, trăng muộn, hai bố con nhìn nhau. Một người nằm, một người ngồi. Một người thức, một người giờ ngủ. Ông cụ Phan bất ngờ nhẩm dậy, đưa tay túm lấy cổ nó. Nhưng thằng Kiếm dùng chạy thoát được, để lại trên tay ông cụ một cái cổ áo lính biệt kích màu rêu đá. Ông cụ Phan nâng khẩu súng trên tay rồi hạ xuống. Người cha quỳ giữa khuôn cửa sổ, nhìn theo cái lưng của thằng con trai cứ nhấp nhô ẩn hiện, rồi đột ngột dừng lại bên một cột chống sàn ngoài sân thượng. Hắn đã tuột xuống đất và chạy thoát. Lần đó, ông cụ không dám nổ súng. Về sau, ông cụ nghe tin là hắn cùng với bọn biệt kích đi dồn dân và phá nhiều bản dọc theo hai bờ sông Sepol. Bàn tay hắn đã từng đốt nhà, giết người rồi. Tội ác ấy cần phải được xử. Bao nhiêu bận, Sim như trông thấy cái ý nghĩ hết sức quyết liệt của người cha đang hiện giữa những bữa rượu uống của mình. Trong hai con mắt đỏ như hai hố của ông cụ Phan, Sim đã biết tính ông già bố chồng của mình. Khi đã quyết định điều gì thì làm thôi. Bây giờ, Sim chỉ mong cho ông cụ đừng nói ra, đừng nói ra cái điều đó. Bởi vì Sim biết lúc này, trước mặt lượng, ông cụ có thể nói ra những ý nghĩ đã tính toán và nung nấu trong lòng bấy lâu, như nói ra một lời nguyền vậy. Làm sao lượng có thể biết ông lão đang nghĩ gì về đứa con của mình? Lượng hỏi: Sáng ngày mai, cụ đi công tác với chúng tôi được chưa? Đi tận đâu? Về chỗ đồng chí chỉ huy của chúng tôi ở hiện nay. Đi ngay bây giờ cũng được, nhưng liệu tôi có thể giúp các anh làm được gì? Cụ thông thuộc hết vùng này, chúng tôi đang cần cụ giúp đỡ nhiều lắm. Lượng thấy cần giải thích và động viên làm cho ông già yên tâm, anh nói tiếp: Còn thằng Kiếm, cụ không nên quan tâm đến. Nó là biệt kích, nếu nó không ở bên Hội Sang thì ở Làng Dây thôi. Nhất định bọn Mỹ không đưa nó đi đâu xa. Sau này biết đâu chúng tôi sẽ chẳng có dịp gặp nó. Nó có trọng tội nhưng chúng tôi có thể khoan hồng được. Lượng không ngờ chính câu động viên của anh lại khơi dậy một ngọn lửa đang dịp chờ bùng cháy. Ông lão liền đáp: Anh thương hại tôi hả? Tôi không cần đâu. Tôi là người trồng cây, một cái cây bị mối thì phải hạ nó xuống. Tôi không chờ các anh về giải phóng để khoan hồng cho thằng con trai của tôi đâu. Trước sau tôi cũng phải... Bố sai rồi. Sim ngồi bên bếp lửa, nói sẻ: Cả mày nữa, mày cũng không phải là con dâu của tao nữa. Mày cứ việc đi kiếm chồng khác. Lượng nói xen vào: Cụ nói vậy là sai chính sách mặt trận rồi. Thằng Kiếm vẫn còn sống. Tôi sẽ giết nó. Tôi đã quyết định rồi. Tôi vẫn để dành cho nó một viên đạn trong khẩu súng săn của tôi kia. Kìa bố! Từ bên ngọn lửa sắp tàn, Sim kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó cả hai cha con đều im lặng. Ông lão ngồi trầm ngâm rất lâu, chẳng nói chẳng rằng, hai con mắt bốc hơi men nhìn như đóng đinh vào cái khoảng ánh sáng nhờ nhờ ngoài khung cửa sổ. Từ đó mù trắng bay lạ lạ cuộn lên từng đám thóc cả vào nhà. Trời tối hẳn, ông lão đứng dậy như người vừa mới chợt tỉnh qua một cơn mê. Ông lão quẹt lửa, châm ngọn đèn dầu trắng, rồi bảo với đứa con dâu bằng cái giọng khàn khàn, mệt mỏi: Mày thu xếp chỗ cho anh bộ đội Lượng đi nghỉ đi con.